xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Selena Nguyễn cách trồng rau tại nhà. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm phân hữu cơ từ vỏ chuối và vỏ trứng trộn vào đất để tạo làm chất hữu cơ cho cây trồng rất là tốt các bạn nhé. Và các bạn hãy cùng đón xem clip ngày hôm nay của mình. Và các bạn đừng quên vào hàng ngày 11 giờ mình có đăng tải một clip để chia sẻ kinh nghiệm trồng rau tại nhà của mình. Và thi thoảng mình cũng có phát trên lúc 8 giờ tối. Và các bạn nhớ đăng ký kênh theo dõi của mình để cùng xem nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm phân hữu cơ từ vỏ chuối để trộn vào đất các bạn nhé. Đây là vỏ chuối mà nhà mình ăn và mình để lại. Và bây giờ bắt đầu mình sẽ mang ra ngoài nắng, mình phơi cho nó thật khô đi. Và đây là vỏ chuối khi mà mình đã phơi khô xong. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mình cho vào, cắt nhỏ ra, mình cho vào máy mình xay các bạn nhé. Đây là vỏ chuối sau khi mình đã xay xong. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình xay vỏ trứng các bạn nhé. Trước khi xay vỏ trứng thì mình cho vào đây và mình bóp nhỏ đây. Và đây là vỏ chuối sau khi mình đã xay xong. Và đây là vỏ trứng mà mình đã xay. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mình trộn hai cái này vào đất để mình trồng cây nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành trộn đất nhé. Với bằng này đất thì chúng ta sẽ trộn khoảng một nửa trộn bằng này khoảng này nữa nhé, một nửa vỏ chuối rồi nhé, thêm vỏ trứng vào. Nếu như chúng ta đã biết là trong các clip khác mình có chia sẻ là trong vỏ chuối có rất nhiều dưỡng chất giúp cho cây phát triển này, rất là tốt cho cây trồng, và trứng thì nó cung cấp canxi cho cây trồng, mà mình có chia sẻ rõ trên các bài trước của mình nói về công dụng của vỏ chuối ấy. Các bạn có thể đọc nhé. Các bạn trộn đất vào như này trước khi chúng ta trồng cây. Mình trộn thêm ít vỏ chuối nữa. Các bạn hãy áp dụng theo cách này để chúng ta trồng. Nó sẽ giúp cho cây trồng rất là phát triển và rất là tốt đấy các bạn. Và cái vỏ chuối hay là cái vỏ trứng này thì chúng ta có thể mang ra ngoài phơi khô, hoặc là chúng ta có thể cho vào lò nướng chúng ta sấy, hoặc là chúng ta có thể cho lên bếp, lên nồi chúng ta sấy khô rồi chúng ta sẽ đi làm các bạn nhé. Đây, sau khi trộn xong thì mình có chuẩn bị các chai nhựa ở đây. Đây là một bình nước tự tưới của mình. Mình cách làm cụ thể thì mình có làm một clip hướng dẫn cho các bạn, và một lúc nữa mình sẽ ghim cái clip làm cách làm bình nước tự tưới này vào trong bài này để các bạn xem nhé. Đây, các bạn làm đây, bây giờ mình sẽ cho đất vào. Hôm nay đây, chỗ này là mình sẽ cái này lại nhé, để lúc nào nó cũng có nước cung cấp nước cho cây nhé. Và cho đất vào xong. Và đây là chai nước lọc các bạn nhé. Và các bạn không nên cần để dài đâu các bạn. Các bạn chỉ cần cái lượng để đất nó khoảng bằng này thôi. Để nó được, mình trồng như này thì nó sẽ đỡ tốn đất hơn. Và hôm nay mình sẽ tiến hành trồng cây cải mơ. Cây cải mơ này là khi mình đi ngoài chợ, mình mua ngoài chợ về. Và mình cắt lấy cái đoạn rễ của nó như thế này. Và mình có ngâm vào nước tại vì mình chưa có đất. Hoặc là mình cứ ngâm đây để khi nó phát triển lớn hơn mình trồng cũng được, hoặc là mình trồng luôn cũng được, không sao hết. Đây, và bây giờ mình sẽ tiến hành mình trồng nhé. Và các bạn trồng vào cái bình nước như thế này này. Một trồng một cây cải mơ nó cần rất là ít rễ, và chúng ta chỉ cần đựng đất khoảng bằng này thôi các bạn nhé. Và chúng ta cắt ngắn ngày hơn thì nó sẽ tiết kiệm đất mà không cần phải nhiều đất các bạn nhé. Sẽ tưới nước cho cây hai lần một ngày các bạn nhé. Và chúng ta không nên tưới vào lúc trời còn đang nắng nhé. Chúng ta hãy tưới vào lúc mà trời râm mát và lúc sáng sớm nhé. Và cái số mà phân hữu cơ trứng với vỏ chuối mà mình trộn đất còn thừa ấy, thì mình có thể để dùng sau cũng được, hoặc mình trộn lại với nhau và mình để lên rắc lên gốc cây như này các bạn nhé, để cung cấp dưỡng chất cho cho cây nhé, phát triển rất là tốt. Đây, chúng ta rắc như này. Còn cái này là vỏ khoai tây đấy các bạn.
clip hướng dẫn làm phân hữu cơ từ vỏ khoai tây thì mình cũng có hướng dẫn các bạn ở trong cái clip trước ấy, các bạn có thể vào xem. Mình rắc vào như thế này, và khi mình tưới ấy, thì các chất nó sẽ thẩm thấu bên dưới và nó giúp cho cây phát triển rất là tốt ấy. Và đây là 4 cây cải của mình vừa trồng xong. Và các bạn cùng đợi quá trình phát triển của nó như thế nào nhé. Mình sẽ quay lại quá trình phát triển của nó cho các bạn xem. Và các bạn nhớ ấn đăng ký kênh theo dõi của mình để xem các clip tiếp theo các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình.